Dạ, kính thưa quý diễn giả, chương trình của chúng ta sẽ bị bắt đầu. Quý diễn giả vui lòng kiểm tra điện thoại và tắt chuông giùm. Dạ, nên. Kính chào bà con nông dân và các bạn đang đến với chương trình Sức mạnh sinh học, một chương trình khuyến nông do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành thực hiện. Bà con nông dân và các bạn thân mến, như vậy là 2 tuần lại trôi qua. Với những người thực hiện chương trình chúng tôi thì đây là một khoảng thời gian không dài, bởi vì chúng ta đã có lời hẹn với nhau rồi là hễ 15 giờ chiều thứ bảy tuần thứ nhất và thứ ba hàng tháng thì chúng ta lại được gặp nhau để chúng tôi kể hầu cho bà con nghe những câu chuyện sức mạnh sinh học. Thưa bà con và các bạn, chủ đề của chương trình chúng ta hôm nay là sức nảy mầm của hạt giống. Như vậy thì làm thế nào để hạt giống nảy mầm tốt, giữa giống và năng suất lúa có gì liên quan, và chúng ta chăm sóc lúa ở giai đoạn đầu sao sạ như thế nào cho tốt? Vâng, chắc chắn rồi, những câu chuyện này thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ kể cho nhau nghe. Và không chỉ Hoàng Sơn và bà con thôi, trong chương trình hôm nay chúng ta còn có sự đồng hành của các nhà khoa học nữa. Trân trọng giới thiệu đến bà con và các bạn sự có mặt và tham gia của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đến từ Trường Đại học Cần Thơ, thạc sĩ Nguyễn Phước Tuyên đến từ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đồng Tháp, và thạc sĩ Lê Công Bằng đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành, cũng là đơn vị phối hợp thực hiện chương trình này. Những thắc mắc của bà con và các bạn xoay quanh chủ đề của chương trình, ngay bây giờ xin mời bà con và các bạn hãy gọi về cho chúng tôi để chia sẻ và giao lưu qua các số 067-8555-222, 067-8555-333 hoặc là 067-8555-444. Các nhà khoa học sẽ giao lưu trực tiếp với bà con. Trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Thành vẫn dành tặng 3 phần quà cho bà con có câu hỏi giao lưu hay qua bình chọn của ban thư ký. Ngoài ra thì chúng tôi cũng trao quà cho những bà con có câu hỏi kèm theo hình ảnh mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chương trình hôm nay. Thưa bà con và các bạn, Hoàng Sơn muốn bắt đầu chương trình hôm nay theo một cái cách rất là quen thuộc, đó là từ những câu chuyện ở trường quay. Và câu chuyện hôm nay chúng ta cùng bắt đầu bằng câu chuyện của thạc sĩ Lê Phước Tuyên, Nguyễn Phước Tuyên. Thưa thạc sĩ, giống là một cái yếu tố hết sức là quan trọng ở mỗi mùa vụ, vì thế bà con nông dân chúng ta hết sức là cân nhắc lựa chọn kỹ càng mỗi khi mùa vụ bắt đầu. Khi mà chọn tạo giống và đưa vào sử dụng thì người ta chú ý đến những yếu tố như là cái tính chống chịu đối với những cái bất lợi của thời tiết, đối với môi trường, đối với dịch hại, nó đạt được cái năng suất khá và ổn định. Như vậy thì giữa giống và những cái điều kiện canh tác nó có cái mối liên hệ nào hay không, và vì sao thưa thạc sĩ? Dạ, kính thưa bà con nông dân của các bạn nghe đài, trong cái giống thì có 2 yếu tố để mà người nông dân chúng ta là phải để ý. Cái thứ nhất là cái tỷ lệ nảy mầm, tức là cái khi mà mình ngâm giống thì mình thường thường là cái giống mà được người ta công nhận cái tỷ lệ nảy mầm nó phải trên 85%. Và cái yếu tố thứ hai mà các nhà khoa học gọi là cái cường lực hạt giống, tức là hạt giống phải khi mà nảy mầm nó phải mạnh, phải khỏe và nó chống chịu được các điều kiện bất lợi. Thì cái này do cái đặc tính sinh lý của hạt giống, tức là từ quá trình mà gieo, tồn trữ, bảo quản đến lúc mà mình sử dụng. Bây giờ đến câu hỏi của Hoàng Sơn về cái các yếu tố mà kỹ thuật canh tác liên quan tới hạt giống. Là tại thực sự ra đó là cái trong cái gieo trồng thì cái kỹ thuật canh tác nó quan hệ rất là mật thiết. Thí dụ như là cái mật độ xạ. Thí dụ như mình xạ mà quá dày. Hồi trước nông dân mình thường thường là mình xả 200 cho tới 250 kg, thì lúc đó là 1 mét vuông nó là trên 1.000 hạt, thành thử ra là cái mật độ quá dày, thành thử ra là đưa đến là cây lúa nó yếu rạ, rồi nó rất là dễ ngã. Cho nên hiện nay cái xu thế người ta khuyến cáo là cái mật độ xả phải giảm xuống là từ 85 cho tới 100 kg. Rồi một cái trong kỹ thuật thứ hai để mà nó ảnh hưởng đến cái hạt giống, cái đó là cái phần là cái bón phân. Trong cái bón phân
thì một cái trong cái bón phân thì mình bón phân mà sai thì cây lúa nó cũng không cho năng suất, không có cho năng suất cao, cũng như là cái kỹ thuật bón phân nó sẽ ảnh hưởng đến tính chống chịu của cây lúa, của cây giống lúa, để sau này khi mình bón phân sai thì nó dễ bị cái sâu bệnh. Và trong thời gian gần đây thì một cái kỹ thuật canh tác nữa mà ảnh hưởng đến giống, tức là cây người ta sử dụng những cái kích kháng cũng như là những cái chất mà điều hòa sinh trưởng để giúp cho cái giống nó nảy mầm khỏe hơn và cái có cái sức chống chịu nó tốt hơn. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ. Thưa bà con, như vậy là qua câu chuyện của thạc sĩ Nguyễn Phước Tuyên thì chúng ta đã biết cái cách chọn giống như thế nào là tốt, là phù hợp với đồng ruộng của mình rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện của giáo sư thiên sĩ Nguyễn Bảo Vệ với cái phần xử lý giống. Thưa giáo sư, tại sao ở mỗi mùa vụ thì chúng ta lại phải xử lý hạt giống và cái cách làm như thế nào là đúng ạ? Chắc là anh Hoàng Sơn với bà con mình cũng biết là ngay như một cái đứa trẻ nhỏ mà mới vừa sinh ra chúng ta cũng phải là giúp sức cho nó chứ. Bây giờ cái hột giống mà mình ngâm, mình ủ rồi mình chuẩn bị, mình đưa nó ra ngoài đồng ruộng, tức là cho nó ở một mình ở ngoài đó, không còn cái sự bảo dưỡng nào của cái người mà ngâm ủ giống nữa, thì rõ ràng là phải giúp sức cho nó. Bây giờ tại sao ta phải xử lý? Anh Hoàng Sơn hỏi tại sao ta phải xử lý cái gì? Thì bây giờ cái thứ nhất là mình giúp cho cái hạt lúa nó nảy mầm đều nếu như mà nó còn đang ngủ. Bởi vì có những trường hợp bà con mình mới thu hoạch cái vụ lúa trước rồi bà con dùng cái giống đó để mà ngâm ủ dùng cho cái vụ sau, thì chắc chắn rằng cái hột lúa nó còn ngủ. Bây giờ mình phải xử lý để mình đánh thức nó dậy. Nếu mà không đánh thức nó dậy thì cái tỷ lệ nảy mầm nó đâu có cao được. Thường thường thì người ta dùng cái acid nitric. Thì cái này thì bà con cứ đến các cửa hàng vật tư nông nghiệp hỏi mua cái đó, thì trên đó nó có cách chỉ dẫn để nhìn về mình xử lý. Nếu như mà mình sử dụng những cái hạt giống mà mới vừa thu hoạch xong, nghĩa là nhiều khi 1-2 tuần, thường thường thì phải là cỡ 1 tháng á, thì chúng ta mới đảm bảo rằng nó đã thức dậy rồi. Chứ còn mà dưới 1 tháng thì bà con nên ngâm thử coi nó có nảy mầm đều không. Nếu nảy mầm không đều thì chúng ta phải xử lý nó bằng acid nitric. Thì cái đó là chúng ta xử lý để hỗ trợ cho nó, để cho nó thức dậy. Một cái xử lý thứ hai đó là chúng ta chuẩn bị làm sao diệt hết các mầm bệnh mà nó có thể ký sinh ở trên cái hột giống. Bởi vì cái hột giống mà lúc mà ta trồng ở ngoài đồng ruộng thì nhiều khi do cái kỹ thuật canh tác của mình không có xử lý hết cái mầm bệnh mà nó còn đeo bám ở trên cái hột giống. Nên trong quá trình mà chúng ta bảo quản cái hột giống thì cái mầm bệnh đó nó trở về cái trạng thái gọi là ngủ nghỉ. Nhưng mà khi mà chúng ta ngâm ủ, chúng ta đưa ra ngoài đồng thì những cái mầm bệnh đó lại phát triển. Thì bây giờ nếu mà phát triển thì nó sẽ tấn công vô cái cây mạ non rồi. Thành thử ra bây giờ mình phải xử lý để mà diệt các cái mầm bệnh này. Thì bà con mình có những cái cách rất là dân gian, chẳng hạn như là dùng nước muối. Nước muối thì 100 lít nước muối mình pha vô đó khoảng 15 ký muối, tức là 15% đó, 15%, bà con nhớ 15%, tức là 15 ký muối vô trong 100 lít nước. Chúng ta quậy cho thật đều, nhưng mà bà con khoan hả, phải lấy cái hột gà để mà chúng ta thử coi cái nồng độ muối nó có quá mặn hay là nó lạc quá không. Lạc quá thì nó không giết được bệnh, mà mặn quá thì có thể nó ảnh hưởng đến cái gọi là cái hột giống của mình. Bỏ cái hột gà, mà nhớ cái hột gà còn tốt quá nha. Hột gà mà khi mà bỏ vô nó nổi nằm ngang, chứ mà còn nó nổi một đầu lú lên gì thì hột gà đó coi chừng nó nó hư rồi, thì nó không có chính xác nữa. Nếu như mà nó nổi lấp láng ở trên bề mặt như thế này, trên bề mặt nước thì được. Chứ còn nó chìm có bụp xuống dưới á, thì cho thấy rằng như vậy là loãng quá. Bởi vì nước muối không đủ sức để đẩy cái hột gà lên, như vậy là chúng ta phải thêm muối vào. Còn trong trường hợp bây giờ nó nổ phịch lên, nó đẩy cái hột gà cao lên trên như thế này, tức là mặn quá nên chúng ta phải thêm nước vô. Thì nếu bà con thấy lấp láng như vậy thì có thể là ngâm cái hột giống vô trong đó khoảng chừng cỡ 10 phút gì đó, rồi sau đó là vớt ra rửa sạch, rồi chúng ta tiếp tục ngâm ủ bình thường. Thì như vậy là đảm bảo là trên cái vỏ trấu á, cái phần trấu bên ngoài đó, cái mầm bệnh nó đã bị tiêu diệt. Hoặc là bà con cũng có thể dùng nước vôi. Cái nước vôi, vôi đó chúng ta quậy vô ở trong nước, lấy cái nước trong. Thật ra 1 kg vôi đó, bà con có thể xài tới mấy chục lít nước cũng được, nên vôi nó cũng rẻ lắm. Bởi vì cái nước vô trong đó, nó chỉ tan khoảng cỡ 2 phần ngàn, tức là 2 gram cái gọi là vôi nguyên chất, nó tan vô trong 1 lít nước. Nên bà con ngâm cái lượng vôi nhiều ít gì đi nữa, cái nước trong nó cũng chỉ ra bao nhiêu đó thôi, nên nó không có ảnh hưởng đến cái gọi là cái hột lúa. Bà con có thể là ngâm cỡ nửa ngày hay là 1 ngày gì đó, sau đó bà con vớt ra cũng được. Tôi nhớ là hồi tôi còn nhỏ nhỏ cũng vậy,
Bà nội là kêu là sau khi tắm xong rồi á là dội cái nước vôi mà trong á để mà nó sát trùng ở trên cái da như thế này để không có bị ghẻ. Thì đấy cũng là một cái gọi là cái kỹ thuật gọi là xử lý hột giống để mà giúp tiêu diệt các mầm bệnh bám ở trên đó. Nhưng mà trong cái điều kiện hiện nay thì bà con biết trên thị trường cũng có rất là nhiều mà những cái loại thuốc mà chúng ta có thể xử lý cái mầm bệnh trên hột giống, mà tôi nghĩ rằng trong túi thạc sĩ Bằng chắc cũng có nữa đó. Có nghĩa là mình dùng thuốc để mình xử lý, thay dù dùng nước muối hoặc nước vôi thì chúng ta có thể dùng thuốc. Nếu mà dùng thuốc thì bà con phải đọc kỹ cái hướng dẫn để người ta có thể hướng dẫn cái cách để mà mình xử lý. Nhưng mà bà con cũng cần phải lưu ý như thế này, là đối với cái nước muối rất có cái hay cái chỗ là tiền thì không tốn nhiều, và đồng thời chúng ta dùng cái nước muối để mà chúng ta vớt các cái hạt lúa lép, các cái hột cỏ. Bởi vì khi mà mình quậy vô như thế này đây á, thì lúa lép với cỏ nó sẽ nổi lên trên, chúng ta vớt, chúng ta bỏ những cái hạt này ra nữa thì nó rất là có lợi cho cái việc là ngâm ủ giống của mình. Và một cái cách mà chúng ta phải xử lý nữa đó, mà nãy là thạc sĩ Tiên cũng có vừa nói đó, tức là chúng ta biết rằng nếu mà hột giống của mình thấy rằng có khả năng là, bởi vì nó nảy mầm là một chuyện mà sức sống nó lại một chuyện khác. Nhiều khi nảy mầm có nghĩa là chúng ta ủ như thế này nó nứt nanh ra, khi chúng ta đưa ra ngoài ruộng á, rễ nó ra được chút vậy cái nó sừng lại đó, tức là nó hết sức rồi, gọi là sức sống đó. Mà bà con biết là khi mà chúng ta ngâm ủ giống thì có một cái sự gọi là chuyển hóa những cái chất ở bên trong của cái hột lúa. Bởi vì cái mầm á là nó sẽ phát triển thành ra chồi và chồi mầm và chồi rễ. Còn cái phần mà gạo á là một cái kho dự trữ. Thành ra cái dự trữ này bà con thấy nó là tinh bột, nên khi mình ngâm ủ nó sẽ chuyển hóa thành ra đường. Đường để một phần cung cấp làm ra năng lượng, đồng thời những cái tiến trình dinh dưỡng khác ở trong cái cây lúa nó sẽ diễn ra. Mà chuyển hóa này là do những cái men. Mà cái men này thì bà con thấy là nó phải được kích hoạt. Nên trong cái vấn đề mà xử lý để cường sức cho cái lúa thì bà con mình cũng biết là chúng ta có thể là dùng ánh nắng mặt trời. Có nghĩa là trước khi chúng ta ngâm ủ giống, chúng ta phơi nhẹ 1-2 nắng gì đó, phơi chừng cỡ 5-7 tiếng mà nắng nhẹ thôi, không cần nhiều. Để chi chúng ta kích thích cho cái hột lúa như vậy là dễ thấm nước, đồng thời những cái men ở bên trong nó được kích hoạt trở lại, để khi mà chúng ta ngâm ủ nó sẽ hỗ trợ cái dinh dưỡng cho cái mầm lúa. Nhưng bây giờ người ta lại có những cái chất điều hòa sinh trưởng thực vật để có thể là hỗ trợ cho cái cây lúa có một cái sự chuyển hóa này tốt, để có một sức sống tốt. Tôi nghĩ rằng thầy Chí Bằng chắc cũng sẽ trao đổi với bà con mình để dùng những cái chất điều hòa sinh trưởng thực vật nào. Mà hồi nãy như tôi thấy là hồi nãy tôi có xem trước thử cái phóng sự á, chứ rồi cái này thì chưa phát. Thì tôi thấy là bà con nông dân mình biết cái cách để mà xử lý hột giống bằng chất điều hòa sinh trưởng thì thấy cái mầm của nó mập hơn, nó mạnh hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó là rất là hay. Tại đó là cái chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Có nghĩa bởi vì bà con biết là các cái men này nó cũng được điều khiển bởi một cái hệ hoặc môn nằm ở bên trong đó. Thì thay vì hột lúa mình yếu, cái hệ hoặc môn nó yếu, bây giờ chúng ta hỗ trợ cái hệ hoặc môn này vô thì giúp cho các cái men hoạt động mạnh lên. Thì như vậy là cái sức sống của hột lúa, hay là chúng ta đã cường lực làm cho hột lúa nó sống mạnh khỏe hơn. Thì như vậy thì khi ra đồng rễ nó sẽ bấm mạnh sâu vào trong đất. Thì vậy dẫn tới cái gì? Nó có cái lợi là lấy được nhiều cái dinh dưỡng ở trong đất, thì chúng ta thấy là cái cây lúa mình nó mau khỏe, chúng ta giảm được cái lượng phân bón, rồi cái mầm nó lại mọc nhanh lên. Nếu mà trong trường hợp mà gặp mưa như thế này đó, nó cũng có thể là nó vượt lên trên nước rất là lẹ để mà nó bám đất để nó vượt lên. Thì đấy là một cái lợi mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải có cái tùy cái trường hợp mà cũng phải có cái cách xử lý cái hột giống để mà chúng ta hỗ trợ thêm cho cái cây lúa hay là cái cây mạ non sau này nó được tốt. Dạ, cảm ơn giáo sư. Thưa bà con, như vậy thì thạc sĩ Nguyễn Phước Tuyên đã kể chuyện rồi, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ cũng đã kể chuyện rồi. Một cái vấn đề rất là quen thuộc, nhưng mà qua cái tài kể chuyện của hai nhà khoa học thì có lẽ bà con cũng giống như Hoàng Sơn, chúng ta cảm thấy rất thú vị và dở ra nhiều điều. Bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta phải bắt cái người bạn đồng hành còn lại của chúng ta kể chuyện chứ. Thạc sĩ Lê Công Bằng. Dạ. Thưa thạc sĩ, ngoài những cách như là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ vừa nêu, tức là bà con sử dụng nước ấm nè, rồi sử dụng muối để loại bỏ những hạt lép lửng, thì Hoàng Sơn được biết là hiện nay bà con còn có một cái cách để giúp cho mầm mạnh. Như vậy thì thạc sĩ có thể giúp cho bà con biết cái cụ thể hơn cái cách làm này và cái hiệu quả của cách làm này ra sao ạ? Dạ, dạ. Xin kính chào bà con, kính chào các bạn trong đài. Thì cái biện pháp mà cho mầm mạnh, đây là một trong cái giai đoạn của chúng tôi là cái quy trình sức mạnh sinh học. Thì trước khi mà chúng tôi đưa cái giải pháp mầm mạnh này, tôi trao đổi bà con như thế này. Hiện nay thì cái thực canh tác chúng ta thì
chủ yếu là xạ đồng loạt. Ngoài ra thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta ngâm giống mà cùng loạt với những bà con vùng xung quanh, lỡ như trường hợp giống ta lên yếu và không đảm bảo để xạ, chúng ta phải bắt đầu lại một cái giống mới và chúng ta phải mất từ 3 đến 4 ngày để mà chúng ta ngâm ủ để xạ. Thì như thế thì ruộng chúng ta sẽ sao thì rất nhiều bị áp lực từ dịch hại sâu bệnh đối với ruộng chúng ta. Chính như những này mà chúng tôi cho cái biện pháp là cho mầm mạnh. Đây là biện pháp chủ động trước cho bà con, giúp cho cái mầm chúng ta mạnh khỏe và hạn chế được cái tình trạng là cái lúa chúng ta nó bị giống lên không đều và xạ trễ, rồi nó gật rất nhiều thứ mà giống ta mà nó yếu nó xảy ra trên ruộng chúng ta. Chính như vậy mà chúng tôi đã cho ra cái biện pháp là cho mầm mạnh. Tới mầm mạnh thì đây là một cái biện pháp mà chúng tôi sử dụng cái sản phẩm đó là cái Lacti. Dạng chúng tôi xử lý là dạng gói. Đây là cái thuốc điều hòa sinh trưởng. Khi chúng ta xử lý vào giai đoạn là chúng ta ngâm ủ, sau khi ủ xong chúng ta đem ra lấy ngót, thì tôi là kết hợp với sản phẩm Lacti này. Một gói chúng tôi đó là 20ml cộng cho 10 lít nước, cộng cho 1 lít nước và sử dụng cho 10kg giống. Thì lúc sau thời gian là từ 6 đến 12 giờ chúng ta bắt đầu chúng ta đem xạ hàng. Còn nếu trường hợp chúng ta xạ rác thì chúng ta để sau 12 giờ thì chúng ta bắt đầu chúng ta xạ rác. Thì sử dụng giai đoạn này để làm gì? Thứ nhất là giúp cho tỷ lệ nảy mầm nó phát triển trên 90%. Để cho đảm bảo bà con xạ là chúng ta yên tâm cái chuyện là lúa chúng ta sẽ đạt tỷ lệ mầm. Bên cạnh đó thì mầm và rễ to khỏe. Và to khỏe như thế thì nó có nghĩa là sức nảy mầm như nãy chỗ hai diễn giả chúng ta trao đổi đó. Thì nó diễn ra cách tốt hơn, mạnh mẽ. Và từ đó chúng ta xạ xuống lúa, xạ những đất ruộng chúng ta thì trong vòng 3 ngày, nếu bà con đã áp dụng sản phẩm Lacti xử lý giống thì trong 3 ngày chúng ta ra thấy đất chúng ta đã xanh. Là do đâu? Là do cái mầm chúng ta nó khỏe. Thì khi gãi xuống đất như thế thì nó sẽ bắt đất và phát triển mạnh lên. Thì cái mầm khỏe và sức nảy mầm mạnh thì lúc đó chúng ta sẽ được cái lợi là chúng ta giảm được lượng giống ngày đầu vụ. Ví dụ như bà con hiện nay thì bà con, tôi tin chắc là bà con là cũng muốn xạ thưa lắm. Theo khuyến cáo là khoảng 18, 12kg hoặc 15kg. Nhưng bà con có cái tâm lý là xạ thưa như thế, rồi cái tỷ lệ nó mầm thì đảm bảo trên 80%, nhưng sức nảy mầm khi xả xuống rồi xong chúng ta đưa nước vô thì nó chết lần còn khoảng 60-70%. Thì lúc đó bà con nếu mà xả thưa thế thì không đảm bảo được cái số trời trên mét vuông. Chính vì vậy bà con xả dày lên 20-25kg để khi cuối cùng xuống mà bà con đưa nước vào thì cái số lượng trời bà con thì nó bằng tương đương với nếu mà cái lúa mà có sức nảy mầm cao và chúng ta xạ mật độ thưa khoảng 12-15kg. Chính vì vậy mà chúng tôi nếu mà sử dụng Lacti thì chúng tôi khuyến cáo bà con giảm giống. Và theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp là chúng ta khoảng từ 8kg đối với xà hàng, 12-15kg đó chúng ta xà lan. Như thế là đảm bảo được chúng ta mật độ trên cây và đảm bảo được năng suất. Ngoài ra nếu mà trường hợp chúng ta thường gáy là cái vụ đông xuân này, nếu bà con thấy đó là khi mà chúng ta xạ lỡ bất chợt một cái cơn mưa lớn thì điều trước tiên thì bà con hiển nhiên là bà con phải bí bờ lại và giữ nước sau trong một đêm hoặc là sau một ngày hai ngày khi mà trời chúng ta hết mưa chúng ta rút nước ra. Nếu trường hợp cái lúa nào có sự Lacti thì bảo đảm bà con là lúa chúng ta sẽ lên tốt và xanh, ít ảnh hưởng đến thời tiết lên mưa gió như thế. Và nếu trường hợp mà vụ là thu nắng nóng quá thì nó cũng giúp cường lực cho cái hạt giống chúng ta phát triển khỏe. Chính vì vậy chúng tôi khuyến cáo bà con sử dụng Lacti để cho tăng cường cái hạt mầm, tăng tỷ lệ và tăng sức nảy mầm để bà con yên tâm chuyển xạ và giữ được số trọi hữu hiệu đến giai đoạn mà chúng ta thu hoạch. Xin chào. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Lê Công Bằng. Thưa bà con và các bạn, câu chuyện mà thạc sĩ Lê Công Bằng vừa kể đó cũng đã được nhiều bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long áp dụng thành công. Cụ thể là câu chuyện của bà con nông dân ở Tân Hồng, Đồng Tháp mà nhóm phóng viên chương trình của chúng tôi đã ghi nhận được. Đó là câu chuyện mà hồi nãy giáo sư thiên sĩ Nguyễn Bảo Vệ có bật mí với bà con chút đó. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin giới thiệu đến bà con. Hai bao giống này được ngâm ủ cùng thời điểm và điều kiện. Tuy nhiên, khi nước nanh, một bên được xử lý bằng Lacti, bao còn lại để bình thường. Kết quả rất khác biệt. Xử lý bằng Lacti, rễ và mầm đều ra dài hơn so với bình thường. Đây là điều kiện để lúa bám rễ nhanh vào đất, giúp cây vượt qua khó khăn giai đoạn đầu, nhất là trong điều kiện nắng nóng. Cái bên này thì tay này thì nó không có trộn Lacti. Còn cái tay này thì bên này thì tôi có trộn Lacti, nó phát triển bộ rễ nó dài, nó mập. Còn bên này không trộn Lacti là cái rễ nó ốm mà cây nó ốm nữa. Thì thành thử ra tôi mùa nào tôi cũng xài cái thằng Lacti này, tôi thấy nó có hiệu quả. Đó, nó mình có trộn Lacti vô thì xạ xuống nó phát triển bộ rễ mau bám đất. Rồi mưa nó cũng không có dụng cục mà phèn vẫn lên tốt mà khỏe cây lúa chứ không có mà để mất sức cây lúa. Còn cái không trộn á, Lacti vô á thì xạ xuống đụng phèn thì nó quéo rồi bộ rễ mà nó chậm phát triển bộ rễ mà cây lúa cũng yếu nữa.
Theo đánh giá của nhiều nông dân, sử dụng Lasty trộn vào hạt giống không chỉ giúp cây lúa ra mầm nhanh, bộ rễ phát triển mạnh, giúp cho cây lúa hút được nhiều hơn chất dinh dưỡng trong đất, mà khi thấm sâu vào hạt lúa còn giúp lúa ngăn ngừa được bù lạch, rầy nâu truyền bệnh ở giai đoạn lúa 20 ngày sau sạ. Tôi thấy là nó hiệu quả, cái này là cái thứ nhất á, là Lasty nó làm cho rễ da dài, mầm lúa thì mập khỏe, nó nhưng mà nó xanh tốt, cho tới 7 đến 10 ngày là mình có thể giảm được cái phần là từ 2 kg cho một công theo so với mọi năm. Nó có thể giảm được áp lực của từ con gầy lửa hoặc gầy nâu. Đó, cho nên lúa mà vẫn xanh tốt. Khi sử dụng Lasty, lúa sẽ có 4 ưu điểm: giống nảy mầm mạnh, giảm 20% phân bón, tăng sức chống chịu trước điều kiện của môi trường và giúp lúa tăng sức đề kháng với sâu bệnh hại. Bà con đang đồng hành với chúng tôi trong chương trình Sức mạnh sinh học, chủ đề sức nảy mầm của hạt giống. Chương trình của chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi và vẫn còn đang tiếp tục. Chúng tôi sẽ trở lại với bà con và các bạn sau ít phút dành cho đơn vị tài trợ chương trình. Một vụ mùa mới lại đến, mang nhiều hy vọng. Một vụ mùa bội thu luôn là điều mơ ước của người nông dân bao đời nay. Thuốc tăng trưởng sinh học Lastimula là chế phẩm sinh học mới, độc đáo, tăng khả năng kháng bệnh chăn nuôi trên lúa, phù hợp để sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP. Lastimula tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm phân bón, kích thích lúa chín sớm. Sản phẩm sinh học kích thích tăng trưởng luôn sát cánh cùng bà con. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất. Cảm ơn bà con và các bạn đã trở lại với chương trình của chúng tôi. Xin được nhắc lại là chủ đề của chương trình chúng ta hôm nay là sức nảy mầm của hạt giống. Những vấn đề liên quan đến chủ đề của chương trình, xin mời bà con và các bạn hãy gọi đến để giao lưu hoặc nêu thắc mắc qua các số điện thoại là 067-8555-222, 067-8555-333 hoặc 067-8555-444. Ngoài những phần quà dành cho bà con gửi câu hỏi kèm theo hình ảnh thì chúng tôi cũng dành tặng 3 phần quà cho bà con có câu hỏi giao lưu hay trong chương trình hôm nay. Thưa bà con và các bạn, để chuẩn bị cho một mùa vụ mới thì bà con nông dân chúng ta cũng có rất là nhiều vấn đề quan tâm muốn gửi gắm đến chương trình. Chúng tôi đã đến thực tế đồng ruộng để ghi nhận những ý kiến này và bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu đến bà con và quý diễn giả để chúng ta cùng giao lưu cho bà con. Thứ nhất là cái giống mình có xử lý thì tôi là nông dân á, mấy năm trước tôi chỉ để giống nhà lợi xạ sau các cái vụ. Nhưng mà dần dần sau này tôi chọn giống xác nhận cái hiệu quả thì không có lúa lẫn, lúa cơi. À, nhưng mà tôi không hiểu, xin hỏi diễn giả là khi mình chọn giống xác nhận như thế đó, nó có quyết định được cái năng suất sau này hay không? Vậy là ý kiến của anh Hương ở Tân Hồng. Xin chuyển đến mời phần giải đáp của Thạc sĩ Nguyễn Phước Tuyên ạ. Kính thưa bà con nông dân cùng các bạn xem đài, cái khâu mà chọn giống đây là yếu tố rất là quyết định. Là tại vì khi mà mình chọn giống mà cũng gặp phải là cái lúa lẫn lúa cơi, là tại vì cái ruộng giống á, là ruộng để sản xuất giống phải tuân thủ một cái quy trình rất là nghiêm ngặt, đặc biệt là cái giống xác nhận. Cho nên là trong cái ruộng mà sản xuất giống xác nhận, người ta phải khử lẫn, và cái ruộng giống xác nhận đó phải sử dụng là cái giống mà gọi là cái nguyên chủng, rồi phải qua quá trình là khử lẫn 4-5 lần và kiểm tra cái tình hình sâu bệnh. Là tại vì trong cái quá trình mà sản xuất thì cái ruộng mình nó cũng gặp rất là nhiều sâu bệnh. Cho nên cái việc mà cái mình sử dụng giống xác nhận thì mình sẽ tránh được cái trường hợp là cái cỏ dại, đặc biệt là cái hạt lúa cỏ nó lẫn vào hạt giống. Rồi cái khi mà mình sử dụng được giống xác nhận thì nó cũng tránh được cái tình trạng là có rất là nhiều bệnh là nó mang từ cái vụ trước, hạt giống của vụ trước nó đưa qua vụ sau. Là tại vì cái ruộng giống xác nhận thì được kiểm tra rất là kỹ lưỡng, ví dụ như là cái những cái bệnh, ví dụ như là lúa giòn, rồi bệnh lem lép hạt, rồi nhiều cái bệnh chai lá, những cái một số bệnh mà nó truyền qua hạt. Cho nên chúng tôi rất là tán thành cái quan điểm mà cái anh nông dân vừa trình bày ở Tân Hồng, tức là trong sử dụng giống chúng ta nên cái sử dụng giống xác nhận thì nó góp phần làm cái tăng cái tính chống chịu sâu bệnh, góp phần là giảm cái cỏ dại, cũng như là góp phần làm cái tăng cái năng suất sau này. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ.
Như vậy là chúng tôi đã giới thiệu đến bà con và các bạn câu chuyện của anh Hương ở Tân Hồng, và chúng ta cũng đã nghe phần trò chuyện của thạc sĩ Nguyễn Phước Tuyên rồi. Bây giờ thì chương trình xin giới thiệu đến bà con và các bạn một câu chuyện thực tế đồng ruộng khác. Lúa đứng vững thôi, chờ cái dãy sau mới lấy. Năm nay thì lũ cũng nhỏ, thì chúng tôi cũng để cũng bón phân lót 4 ngày, từ 3-4 ngày. Thấy người ta cũng bón hoa dê mà giờ là tôi tính là bón theo, mà không biết là nhà là khoa học đó là coi bón rồi nó có hiệu quả gì hay không. Tôi xin hỏi dân giả là vì năm rồi thì người ta cái vụ hè thu rồi tôi cũng có bón lót phân ure, mà năm nay thì nước nó nhỏ, trong khi 3-4 ngày tôi mà bón lót á là theo một công nó được một công cỡ bao nhiêu ký nó vừa, mà nó có tốt lúa hay không, nhờ dân giả cho biết phần đó. Nếu như anh